bạn cần của mình quê nhà channel thì các bạn đã biết một cái tin rất là chấn động vừa rồi, đó chính là Việt Nam vô địch SEA Games các bạn. Là Việt Nam thắng Thái Lan và được huy chương vàng nha. Thì bây giờ tối nay người ta sẽ đi giọt đấu rất là nhiều. Bây giờ mình cũng bắt đầu đi luôn các bạn. Đây là một bức tranh mình đọc vẽ mất. Bạn muốn chính là vẽ hả bạn? Đây là nước Việt Nam nè. Việt Nam vô địch nha các bạn. Mình đi ngược lại vô địch Việt Nam. Ok, hôm nay mình tắt rồi luôn. Hết rồi. Đi nghĩ lại. Mày dám ơi. Ha ha. Có đi luôn. Đi tự cầm đi. Ok, bắt đầu đi thôi. Đi cái ga mình. Có ba cho con mà thấy nó nhục lắm á. Oh,
Ok, bây giờ mình sẽ chống lên đây các bạn, cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha. Quay video rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn một video tiếp theo, bye bye. Trời cũng đang mong năm và lên là buồn, chứ có bảo gì. Không sự. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye rồi. Còn tôi ăn rồi, đông kéo rồi các bạn ơi. Thank you.